Kính chào các bạn học viên. Tại video này tôi hướng dẫn cho chúng ta về cách sử dụng tổng quan của phần mềm kế toán Visa Online. Đối với phần mềm kế toán Visa Online, về giao diện sẽ khác hơn so với Visa Offline. Tuy nhiên về mặt cơ bản thì chúng ta vẫn có các phân hệ như tiền mặt, tiền gửi, tiền mua hàng, bán hàng và kho công cụ, tài sản, thuế, giá thành, tổng hợp và báo cáo. Nhưng chúng ta sẽ chú ý với Visa Offline thì phân hệ sẽ nhiều hơn. Ví dụ như khi chúng ta muốn thiết lập tất cả các cái thông tin thì các bạn vào phân hệ hệ thống tùy chọn. Chúng ta sẽ tùy chọn ở vào phân hệ này, chúng ta sẽ căn cứ vào phần tùy chọn riêng và tùy chọn chung để chúng ta sẽ thiết lập hệ thống. Còn với Visa Online thì chúng ta sẽ vào phân hệ đánh răng. Các bạn nhấn vào phân hệ tùy chọn và trong này cũng sẽ có các phân hệ giống như Visa Offline, đó là trong phân hệ tùy chọn chung. Phần tùy chọn chung này, các bạn muốn sửa một thông tin gì đó thì chúng ta sẽ bấm vào dấu sửa. Ví dụ như tôi muốn bấm vào phân hệ quản lý hóa đơn, chúng ta có thể bấm vào sửa ở đây là có sử dụng hóa đơn điện tử của Visa hay không. Ví dụ như bấm có vào đây. Nếu như công ty không sử dụng hóa đơn điện tử của Visa thì chúng ta sẽ bấm không để sửa các cái thông tin ở trên đây. Về phân hệ mua hàng, hầu như tất cả các cái phân hệ của trên phần mềm Visa thì chủ yếu là đã được mặc định đúng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ vào phân hệ dấu 3 chấm ở đây là phân hệ tổng quan, bao gồm tất cả các danh mục và nhập số dư ban đầu sẽ tương ứng với phân hệ danh mục trên phần mềm Visa Offline, và vào nghiệp vụ nhập số dư ban đầu ở trên phần mềm Visa Offline. Do đó giữa giao diện của Visa Offline và Visa Online khá là khác nhau. Thì chúng ta phải bấm vào dấu 3 chấm này để thực hiện tất cả các công việc như thực hiện là tạo các danh mục, ví dụ như danh mục khách hàng, danh mục nhà cung cấp, danh mục nhân viên, danh mục vật tư hàng hóa, danh mục kho. Hay chúng ta quay lại dấu 3 chấm này, muốn nhập số dư ban đầu thì các bạn bấm vào đây. Với Visa Offline thì chúng ta lại vào phân hệ nghiệp vụ nhập số dư ban đầu. Nếu bạn nào đang quen dùng ở Visa Offline và sang Visa Online thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút ở các cái chức năng dấu 3 chấm và đánh răng này. Ngoài ra thì tất cả các thông tin khác, ví dụ như dùng ở Visa Online thì các bạn vào phân hệ tiền mặt ở đây. Đằng sau nó sẽ có một phần báo cáo. Tất cả các cái phân hệ đều vào phân hệ chi tiết, sau đó có một phân hệ báo cáo ở bên cạnh để các bạn xem các nội dung tổng hợp. Ví dụ như tiền mặt thì chúng ta cũng có phân hệ báo cáo. Tiền gửi ngân hàng các bạn cũng sẽ kiểm tra ở phân hệ báo cáo. Tiếp theo, ví dụ như các bạn muốn xem phần báo cáo tài chính thì chúng ta sẽ vào phân hệ báo cáo đây. Các bạn sẽ thiết lập về phần báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối tài khoản, cân đối kế toán, báo cáo tình hình tài chính đã nằm ở trong phân hệ báo cáo này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể vào phân hệ tổng hợp ở đây để lập báo cáo tài chính ở mục này và chọn năm tài chính tương ứng. Như vậy tôi đã giới thiệu cho các bạn về tổng quan cách sử dụng phần mềm Visa Online. Chúc các bạn học tốt.